như từ đó nè. Chúc chị năm mới xinh đẹp. Em chúc chị năm mới phát tài, tiền tài đầy túi. Rồi chị lì xì cho My nha. Em cảm ơn chị. Em chúc chị an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Lì xì cho Văn nha. Em cảm ơn. Ê, tới hình thức là em chúc chị năm mới phát tài nè, kiếm thật là nhiều tiền và ngày càng xinh đẹp, và đặc biệt là sức khỏe dồi dào nha. Rồi bye bye mấy đứa nha, phát tài nha. Ủa rồi lì xì của em đâu? Ủa sao con bị đối xử vậy trời? Rồi lì xì tôi đâu?